Đây là toàn cảnh lạc đà con mới đẻ xong, vẫn còn nhau sau con lạc đà mẹ kìa, đỡ Noel đó, vẫn còn nguyên túi nhau kìa. Đỡ đỡ Tết trên, đỡ Tết. À, anh lạc đà con vẫn chưa có đứng dậy được nè. Lạc đà mẹ bây giờ đang tìm cách nằm xuống để cho rớt cái nhau thai nè. Mới đẻ đó hả? Mới đẻ rớt ra đó. Cái nhà con chứ hả? Thấy chú lạc đà con à. Nhìn dễ thương không? Chưa đứng dậy được. Cái bịch nhau, bên nhau thai gần rớt rồi nè. Gần rớt rồi đó. Gần rớt rồi. Nhìn dễ thương không? Vẫn chưa rớt cái túi nhau kìa. Đó, lạc đà con thấy không? Anh đứng dậy nè. Anh đứng dậy chưa được mà.